Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 4, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do tập đoàn VNPT hỗ trợ để xây dựng và cập nhật đủ 109 trường thông tin dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống và kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý. Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thí điểm theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2023 là thu thập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thu thập và cập nhật hoàn thiện dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đơn vị nhằm vận hành khai thác hệ thống toàn tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thank you.